xin chào tất cả các bạn balance vừa ra mắt khóa tương tác mới toanh competence and performance hay tiếng việt là năng lực và thành tích đây là hai công cụ quản trị đắc lực giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững nếu muốn hiểu rõ và làm chủ được hai công cụ này các bạn hãy tiếp tục theo dõi khóa học này bạn nha BALANCE tự hào giới thiệu tới các bạn những chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị tại các tập đoàn kinh doanh trên khắp thế giới và sở hữu trong tay các học vị như là tiến sĩ, nè, thạc sĩ, cử nhân sẽ đồng hành cùng với các bạn trong khóa học lần này để nắm vững được hai công cụ thiết yếu trên. Với khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, các chuyên gia Balance đã cùng nhau phát triển công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam để giúp bạn và người Việt tăng thu nhập, trở thành người có thu nhập cao đứng trong top đầu khỏi ASEAN. Bạn sẽ hiểu được 4 điều sau khi tương tác với khoa học này. Đầu tiên, đó chính là nội dung của năng lực và thành tích là gì? Kế tiếp là phát triển bền vững xuất phát từ hai yếu tố, bao gồm năng lực và thành tích này. Thứ ba, mối liên hệ trong hệ thống quản trị nguồn nhân lực và cuối cùng là lợi ích của đánh giá năng lực. Chính vì thế, khóa học này sẽ dành cho những đối tượng như sau, bao gồm giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, các cấp quản lý và cả những người làm dân sự. Với kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia của Balance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Và với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về bài học và được nhận về các lời khuyên trọng tâm trị giá bằng cả cuộc đời của các chuyên gia của những người thành công nhằm giúp các bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu asean và đó là khát vọng là mục tiêu chính của balance lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này thì balance cũng rất là mong bạn hãy ủng hộ balance bằng cách không chia sẻ không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này bạn nha. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ thì tôi xin tiết lộ với các bạn về bốn nội dung chính sẽ có mặt trong khóa tương tác này. Đó là phần đầu tiên sẽ là so sánh tổng quan. Và tiếp theo đó chính là mối tương quan. Phần thứ ba là liên kết trực tiếp đến hệ thống quản trị doanh nghiệp và cuối cùng như thường lệ sẽ là phần tổng kết. Nếu bạn đang thấy to mò và có hứng thú với những nội dung trên và tất nhiên là mong muốn tương tác cùng với chuyên gia của Balance, vậy thì còn chân chơi gì nữa, hãy tham gia ngay với khóa năng lực và thành tích này các bạn nha. Nếu bạn đang có tham vọng trở thành quản lý cấp cao như là giám đốc nhân sự chẳng hạn, được hưởng mức lương lên tới 6.000 đô la Mỹ một tháng thì hãy làm theo năm bước sau đây Bước 1, hãy xem xem là xác định tính cách của mình có phù hợp với những nghề quản lý cấp cao hay không. Và bước này đòi hỏi chúng ta phải chân thật với bản thân mình nha. Bước 2, trải nghiệm một bức tranh tổng thể về nghề giám đốc nhân sự và để biết rõ khả năng bản thân đáp ứng được đến đâu của nghề này, bạn hãy giải quyết những tình huống thực tế ở bước 3 ngay sau đây. Bước 4 sẽ mang đến những kiến thức cập nhật về các khóa học và xu hướng thị trường Việt Nam và cả thế giới. Và cuối cùng bạn có phải là người có tính kiên trì hay không? Tính kiên trì của các bạn đạt ở mức độ mấy? Các bạn có biết chưa? Nếu chưa thì bắt đầu làm bước cuối cùng trong năm bước đi nha. Theo bạn tính kiên trì có quan trọng không ta? Tính kiên trì rất 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 là quan trọng nha, vì có kiên trì thì mới có thành công bạn nha. Chào mừng bạn đã tiếp cận khóa học tương tác đầu tiên của Việt Nam các chuyên gia balance sẽ còn tiếp tục cho ra đời những khoa học tương tác trực quan sinh động như vậy để giúp cho tất cả các bạn chúng ta có thể nâng cao thu nhập của bản thân mình hãy để bạn là triệu phú công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của việt nam trở thành người bạn đồng hành trên con đường thành công nhanh chóng và bền vững của các bạn nha ngay từ bây giờ các bạn hãy truy cập ngay vào website www bản là triệu phú com để biết thêm thông tin chi tiết nha balance chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe